Chào mừng tất cả các em đến với bài giảng trực tuyến môn toán lớp 3. Các em thân mến, trong tiết học trước, các em đã thành lập bảng nhân 7. Trong tiết học hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em lập bảng nhân 8, học thuộc và vận dụng làm một số bài tập liên quan đến bảng nhân 8. Qua tiết 53, bảng nhân 8. Trước hết, chúng mình cùng chuẩn bị sách toán lớp 3, bảng con, phấn trắng, vở ô ly toán, vở nhác, các tấm thẻ có 8 chấm tròn. Yêu cầu cần đạt trong tiết học hôm nay là biết tự lập được và học thuộc bảng nhân 8, củng cố ý nghĩa của phép nhân và giải bài toán bằng phép nhân, rèn kỹ năng tính nhẩm, giải toán có lời văn. Nào, chúng mình cùng vào giờ học nhé. Lấy một tấm thẻ có 8 chấm tròn. Tám chấm tròn được lấy một lần, tức là 8 được lấy mấy lần? Và ta viết được phép nhân nào? Đúng rồi, 8 được lấy một lần, ta viết được phép nhân 8 nhân 1 bằng 8. Như vậy, các em đã lập được phép nhân đầu tiên trong bảng nhân 8 rồi đấy. 8 nhân 1 bằng 8. Tiếp theo, cô lấy 2 tấm thẻ. Mỗi tấm thẻ có 8 chấm tròn. 8 chấm tròn được lấy mấy lần? 8 chấm tròn được lấy 2 lần. Hay 8 được lấy 2 lần, ta viết được phép nhân 8 nhân 2. Để tìm kết quả phép nhân này, ta chuyển phép nhân 8 nhân 2 thành phép cộng các số hạng bằng nhau. Thừa số thứ nhất là số hạng trong phép cộng. Thừa số thứ hai là số các số hạng. 8 nhân 2 bằng 8 cộng 8 bằng 16. Vậy 8 nhân 2 bằng 16. Ngoài ra, các em còn có thể dựa vào bảng nhân 2 đã học, trong đó có phép nhân 2 nhân 8 bằng 16. Khi ta thay đổi vị trí các thừa số trong một tích thì tích đó không thay đổi. 8 nhân 2 bằng 16. Như vậy, các em đã lập được phép nhân thứ hai trong bảng nhân 8 rồi đấy. 8 nhân 2 bằng 16. Tiếp theo, cô lấy 3 tấm thẻ. Mỗi tấm thẻ có 8 chấm tròn. Các em hãy suy nghĩ, 8 chấm tròn được lấy mấy lần? Và ta viết được phép nhân tương ứng nào? Khi các em viết được phép nhân đó, em làm thế nào để tìm ra được kết quả? 8 chấm tròn được lấy 3 lần, tức là 8 được lấy 3 lần, ta có phép nhân 8 nhân 3. Để tìm kết quả phép nhân này, ta chuyển phép nhân 8 nhân 3 thành phép cộng các số hạng bằng nhau. 8 nhân 3 bằng 8 cộng 8 cộng 8 bằng 24. Vậy 8 nhân 3 bằng 24. Ngoài ra, các em còn có thể dựa vào bảng nhân 3 đã học, trong đó có phép nhân 3 nhân 8 bằng 24, nên 8 nhân 3 cũng bằng 24. Các em còn có thể dựa vào phép nhân liền trước là 8 nhân 2 bằng 16. Ta suy luận như sau. 8 nhân 2 tức là 8 được lấy 2 lần. Ta có 8 nhân 2 bằng 8 cộng 8 bằng 16. 8 nhân 3 tức là 8 được lấy thêm một lần nữa. 16 cộng thêm 8 bằng 24. Vậy 8 nhân 3 bằng 24. Các em đã lập được phép nhân thứ 3 trong bảng nhân 8 rồi đấy. 8 nhân 3 bằng 24. Chúng mình cùng đọc lại 3 phép nhân vừa lập nhé. 8 nhân 1 bằng 8. 8 nhân 2 bằng 16. 8 nhân 3 bằng 24. Quan sát 3 phép nhân vừa lập, các em có nhận xét gì? Thừa số thứ nhất đều là 8. Thừa số thứ hai tăng dần từ 1 đến 3. Và mỗi khi thừa số thứ hai tăng thêm 1 đơn vị thì tích tăng thêm 8 đơn vị. Dựa vào quy luật trên, các em hãy hoàn thành phần khung xanh trong sách giáo khoa trang 53. Để tìm kết quả phép nhân 8 nhân 4, ta dựa vào tích của phép nhân liền trước là 24 cộng thêm 8 bằng 32. 8 nhân 5 bằng 40. 8 nhân 6 bằng 48.
8 x 7 bằng 56, 8 x 8 bằng 64, 8 x 9 bằng 72, 8 x 10 bằng 80. Quan sát bảng nhân vừa lập, các em có nhận xét gì? Thừa số thứ nhất đều là 8. Thừa số thứ hai tăng dần từ 1 đến 10. Và mỗi khi thừa số thứ hai tăng thêm 1 đơn vị thì tích tăng thêm 8 đơn vị. Dựa vào quy luật trên, cố tin chắc rằng các em sẽ học thuộc bảng nhân 8 ngay đấy. Giả sử phép nhân 8 x 7, các em không nhớ kết quả là bao nhiêu? Ta có 3 cách làm như sau. Cách thứ nhất, các em nhẩm từ đầu từ 8 x 1 đến 8 x 7. Cách làm thứ hai, các em dựa vào bảng nhân 7 đã học, trong đó có phép nhân 7 x 8 bằng 56, nên 8 x 7 cũng bằng 56. Cách làm thứ ba, các em dựa vào tích của phép nhân liền trước là 48, ta lấy 48 cộng thêm 8 bằng 56. Hoặc các em dựa vào tích của phép nhân liền sau là 64, ta lấy 64 trừ đi 8 bằng 56. Vậy 8 x 7 bằng 56. Các em cần nhớ hai tích liền nhau trong bảng nhân 8 hơn kém nhau 8 đơn vị. Tìm tích liền sau, ta lấy tích liền trước cộng thêm 8 đơn vị. Các em chú ý, khi tìm tích trong bảng nhân 8, dựa vào phép cộng các số hạng bằng nhau, dựa vào tích phép tính liền trước hoặc liền sau. Các em đã tự lập được và nhớ bảng nhân 8. Bây giờ chúng mình cùng vận dụng để làm tính và giải toán nhé. Bài tập 1 yêu cầu tính nhẩm. Các em hãy dừng video và thực hiện yêu cầu bài 1 vào sách giáo khoa. Các em hãy đối chiếu bài làm của mình với kết quả nào. 8 x 3 bằng 24, 8 x 5 bằng 40, 8 x 8 bằng 64, 8 x 2 bằng 16, 8 x 6 bằng 48, 8 x 10 bằng 80, 8 x 4 bằng 32, 8 x 7 bằng 56, 8 x 9 bằng 72, 8 x 1 bằng 8, 0 x 8 bằng 0, 8 x 0 bằng 0. Qua bài tập 1, các em đã vận dụng tốt bảng nhân 8 để tính nhẩm. Và phép nhân có thừa số 0. 0 nhân với bất kỳ số nào hoặc bất kỳ số nào nhân với 0 cũng bằng 0. Chúng mình cùng chuyển sang bài tập 2. Đọc nội dung và xác định yêu cầu bài toán. Mỗi can có 8 lít dầu. Hỏi 6 can như thế có bao nhiêu lít dầu? Ở bài tập này, các em cần xác định bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì. Hãy chọn câu lời giải và phép tính phù hợp nhé. Các em hãy dừng video và thực hiện yêu cầu bài 2 vào vở. Để tìm được số lít dầu của 6 can, em làm thế nào? Chúng mình lấy số lít dầu của mỗi can nhân với số can. Ta giải bài toán như sau. Bài giải: cả 6 can có số lít dầu là 8 x 6 bằng 48 lít. Đáp số 48 lít dầu. Các em đã vận dụng tốt bảng nhân 8 để giải bài toán có lời văn. Chúng mình cùng chuyển sang bài tập 3. Bài 3: đếm thêm 8 rồi viết số thích hợp vào ô trống. Các em cần xác định có mấy ô trống cần điền. Có 5 ô trống cần điền. Hãy quan sát và nhận xét hai số ở hai ô đầu tiên. Hai số này tăng dần, số sau hơn số trước 8 đơn vị. Các em hãy dừng video, thực hiện yêu cầu bài 3 vào sách giáo khoa. Để viết được số thích hợp vào ô trống sau số 16, ta lấy 16 cộng thêm 8 bằng 24. Để viết được số thích hợp vào ô trống tiếp theo,
ta lấy 24 cộng thêm 8, hoặc ta lấy 40 trừ đi 8 bằng 32. 48 cộng thêm 8 bằng 56. 56 cộng thêm 8 bằng 64. 72 cộng thêm 8 bằng 80. Các em có nhận xét gì về dãy số này? Đây là dãy số tăng dần. Hai số đứng liền nhau hơn kém nhau 8 đơn vị. Và đây cũng là cột tích của bảng nhân 8 đấy. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. Như vậy, cô và các em đã hoàn thành xong 3 bài tập của bảng nhân 8. Qua tiết học hôm nay, các em đã tự lập được và thuộc bảng nhân 8, vận dụng tốt để giải bài toán có lời văn. Về nhà, các em tiếp tục học thuộc bảng nhân 8, dựa vào bảng nhân 8 để tìm hiểu bảng chia 8. Chào tạm biệt tất cả các em!